chào cả nhà. Nhà của Elina tới giường Miệt Tin rồi. Đây, thì hái Miệt Tin nha. Trời nắng chang chang luôn cả nhà ơi. Nắng chói chang luôn. Nhưng mà nếu không đi thì ngày thường mắc đi làm, không có rảnh. Cho nên là hôm nay cuối tuần mình phải tranh thủ nha. Elina đợi nón lên nắng đấy con. Hái xong rồi vô đó trả tiền trong đó nha cả nhà. Chỗ đó trả tính tiền. Thấy khúc nào người ta có nói không? Hả? Kìa bà Bia bà nói là anh phải đi vô thuốc ở trong á là mới có nhiều. Thuốc ở trong người ta ít cái vô á. À. Đây người ta có để bảng này ha. Hôm nay chưa chín nhiều ha. Cũng có rồi nhưng mà chưa có nhiều đúng không? Chưa ngọt nhiều phải không? Còn xanh nhiều phải không? Mình phải đi vô mình đi kiếm á, phải đi vô xa xa tuốt trong. Tới khi mà nó chín mùi nhiều thì nó đen hết à, bữa nay nó chưa đen nhiều. Nó còn sống ha. Nó còn sống nhiều quá ha anh. Hay là mình đi lại giường kia không? Rồi vô nước trong kia đi. Để đi vô thử tuốt trong, nếu không thì đi giường kia. Ở đó kế bên đây còn giường nữa mà. Thử trái đi. Đây cả nhà. Gì vậy con? À con mang về hở bị gai đâm phải không? Bị cây đâm phải không? Có không? Ở trong có chín nhiều không? Nè cả nhà. Cái trái này là trái diệt quất nha cả nhà. Tiếng Việt kêu là trái diệt quất. Nhóc luôn này cả nhà ơi. Nhưng mà nó chưa có mùi nha. Để mình đi tuốt ở trong thử nó có mùi hay chưa. Dưới này nó chưa có chín mùi. Còn xanh nhiều. Cũng có đen. Nhưng mà còn sống nhiều lắm. Này cả nhà thấy không? Nắng quá. Đây mà nếu mình không đi sớm á thì chiều người ta đóng cửa mình đâu hái được đâu. Rồi nắng. Này cả nhà thấy không, nó còn xanh quá chừng luôn. Nắng quá, đi ra nói mưa. Phải mà mưa mà lỡ tưới con. Nó đang tưới đó đi nè. Nó thì bên kia là quý. Nước á, người ta đang tưới cho cây đó con. Đang tưới tự động à. Con thấy ống nước nó phun lên sao. Đang tưới tự động á. Đây cả nhà ơi. Trời ơi, cái vườn dâu nè cả nhà. Đây ha. Dâu thì là 4-5 đồng 1 ký cả nhà. Đấy, coi giá tiền mà nó nhiêu quên tiêu. Đây có hai trái dâu đang chín nhưng mà nó mới vừa tưới nước ướt cho nên mình không có dội ra nội vô ha. Đây mình dâu đây, đây con trái chín mùi nè, mình thử cái nó ngọt không. Ôi dâu ngon cực kỳ luôn, chắc hồi hái dâu một ít dâu nè cả nhà, quá trời dâu ngon cả nhà. Cái vườn này là nó có đủ luôn nha cả nhà. Nguyệt tin là dâu rồi trái mâm xôi nữa. Đây trái dâu. Ui dạ trái dâu này luôn. Trái diệt quất trước. Rồi ơi bên đây pha bó nữa nè cả nhà. Quá trời luôn nè. Mâm xôi cả nhà. Mâm xôi à. Đây là dài dài chứ đó là mâm xôi không nha cả nhà. Đây nè. Đây là những cái mâm xôi này ha. Mâm xôi. Chút xíu mình sẽ đi ha. Mênh mông luôn ha. Đây là vườn của người ta không cả nhà. Này dâu dưới đất, rồi dâu nãy đằng kia là dâu trên vàng. Ở trong đó có cái vàng để trồng cái nhà kiến đó, để trồng nữa đó. Lina đi tuốt trước rồi kìa. Rồi bên đây cái bên là trồng bắp. Phía trước là vườn diệt quất. Hai cha con Ina đi tới trước rồi cả nhà. Mình đang đi từ từ vô đây. Đây tới cái vườn diệt quất này. Mà cái vườn này cây diệt quất nó hơi thấp ha cả nhà hả? Hơi thấp rồi. Nhìn thấy trái nhóc luôn cả nhà thấy chưa? Cả nhà thấy trái chưa? Đi kiếm cha con Elina coi. Như cây này nó bị lâu năm cằn cỗi ha. Nó hơi bị nhỏ nhỏ.
Giờ kiếm cho con Alin ha, tuốt trong đây. Trời nắng quá trời, không ai đi hái, con mình đi hái trời. Con mình đi. Trời nắng quá, chắc người ta đi sáng sớm hết rồi. Nãy hỏi con nhỏ ngồi ăn trái cây bán, nó nói người ta đi sáng sớm hết rồi. Mình nói sao mà không thấy người á. Ủa đâu vậy, nó mất tin nửa tiếng nữa. Thì cha con nó vô tới đó rồi. Cái gì quất nan mà nó còn nhỏ quá, nó chưa á. Nó không có chín nhiều quá, cả nhà dưới trái nó còn hơi nhỏ quá ta. Nhiều trái thiệt nhưng mà nó còn nhỏ. Nó còn hơi nhỏ. Mắng quá, Na ngồi đó trốn rồi. Na ngồi đó trốn hả con? Mama. Ê. Ừ. Mắng quá, Na ngồi đó trốn hả con? Ừ. Ngồi đó đi. Mẹ đi con. Có không anh? Sống phải không? Chín mà nhỏ hả? À, trái nhỏ hả? Đằng kia thì trái bự hơn mà chua. Đằng kia nãy vườn đằng kia. Ừ, nhưng mà ở đây ngọt á anh. Chua quá cho nên mình đi. Ở vườn này thì nó nhỏ nè, nhưng mà nó ngọt nè. Ừ. Anh ơi, vườn này hái được anh, nó nhỏ mà nó ngọt anh. Đằng kia nãy chua quá. Hả? Quê. Đi lặng thấy cậu. Ừ. Cái này ngọt hơn rồi, được nè. Đằng kia nãy chua quá. Ok. Bonjour. Tưởng không có người, bên kia có người. Nãy đằng kia trái nó bự hơn, nhưng mà chua. Chua nhiều quá. Nhưng mà vẫn chưa chín nhiều nha cả nhà. Mỗi năm trái nhiều hơn nữa. Cái này chắc khoảng 2 tuần nữa cả nhà. 2 tuần nữa nhiều. Đi lại lấy cái rổ của mình. Bảo quá. Ngon quá trời. Ở nhà coi nè, nó nhiều lắm nhưng mà nó chưa mùi không. Nó chưa có mùi. Đây. Nè, nhỏ xíu đi. Chưa mùi. Trái nào mà nó đang nhiều nó ngon. Ngon ông ơi luôn á. Đây cái gỗ của mình đây. Trái còn xanh nhiều ha. Còn xanh nhiều nhưng mà nó ngọt phải không anh? Ừ. Mà nó ngọt thì cũng đỡ hơn bên kia đi. Bên kia nãy hơi chua quá. Mình kiếm cái hàng nào mà nó hơi nhiều tí xíu, chưa có ai hái không? Sao mình hái? Đây. Không, công nhận năm nay trái nhỏ thiệt anh. Đúng không?